qua bác sĩ khám bông giùm ba với. À, ba ghẻ khám bông giùm ba đó. Bác sĩ ơi, cái suốt này mà vì đang bao đồ bông đó hả? Vì ba ăn từ giờ ấy chứ con sâu và con sâu con nó bò để nó ăn mực, nó chui vô mực xong rồi ba ăn cắn một miếng bình nuốt xuống ở bụng ba bị đau bụng. Vì đang bác sĩ vì đã nói á là bà ăn đồ mực gì đất dơ cũng xấu gì đất ra lên lấy mực xong bà ăn vào đó bụng phản hè bác sĩ Lưu Quyến. Bằng trong nồi gì cắt bụng bằng gì bằng gì bằng trời ơi đau bụng quá phản bụng nhưng ba với đau bụng quá bằng cái này bằng gì bằng gì bằng gì bằng gì bằng gì